Rồi, chào anh em nha. Hôm nay em có lên video cho anh em xem một cái đầu rửa của Ý nha anh em. Đó. Đầu này T22 nha. Đó. Đầu này có mã số là GSBG A. Này nó mờ, nó hơi mờ nên G13 nha. Đó, cái tem nó hơi mờ nè. Đó, đầu còn nguyên trên nguyên bản hết nha anh em. Đó, đầu đồng luôn. Tay hầu còn rất là đẹp nha. Này. Tay hầu còn nguyên trên luôn, tay hầu còn rất là đẹp luôn. Đầu còn nguyên trên nguyên bản, cốt phết rồi còn riêng của nó 100% luôn nha anh em. Đó. Đầu cũng rất là đẹp luôn nha. Đầu này em đang xài bét heli. Áp lên được 100 kg nha. Lưu lượng nước nó 25 lít nha anh em. Đó. Con này là nó đi trực tiếp nó sẽ rất là em nha. Con này là em đổ bu ly vô em test máy cho khách nha. Đó. Con này thì em đã bán cho khách rồi nha anh em. Anh em nào cần thì em vẫn còn nha, em vẫn còn rất là nhiều nha. Đó. Dây của Ý luôn nha anh em. Đó. Đó, dây mới của Ý luôn nè. Súng Ý luôn nha. Súng Ý luôn nha. Rất là dài nha anh em. Súng Ý rất là dài nha. Nó đẹp luôn. Xịn luôn. Đầu nguyên rinh nguyên bản hết. Rất là đẹp nha. Đây, bây giờ em sẽ đi vào test máy cho anh em nha. Đây, máy đang chạy không tải nha anh em. Đó. Máy này nhận tải đây. Áp lên 100 kg nha. Này phải giữ hai tay chứ chịu nổi nha anh em. Rất là mạnh nha. Bét 2 ly nha anh em. Chung nhỏ lại chứ. Đó được không? Máy chạy rất là êm nha. Áp 100 kg, bét 2 ly nha anh em. Nãy bu ly nó ra nha anh em. Quá ok luôn. Người ta đâu. Quá đã luôn. Rồi, bước chân nó. Nó khoát bây giờ nó khoát. Khoát bây giờ nó khoát. Coi chừng cái đất nó khoát đâu. Quá đã luôn nha anh em. Đó, này phải cầm hai tay nha. Hai tay nha, cái bụng tay không nổi nha. Rồi, ok nha. Xong nha anh em. Đó. Không xì sạc gì hết nha anh em. Không xì nhớ chảy nước gì hết nha. Đó. Quá là ngon luôn, quá là ok luôn. Quá đẹp luôn. Đó, rồi. Anh em nào cần thì cứ liên hệ vào số điện thoại của em là 0347640205 nha anh em. Đó. Rồi, cuối video xin chúc anh em xem video thật nhiều niềm vui và hạnh phúc nha. Anh em nào xem cảm thấy hay thì cho em xem một lượt like, một lượt chia sẻ và một lượt đăng ký nha để ủng hộ kênh của em nha anh em. Rồi, xin chào anh em nha. Hẹn anh em các video tiếp theo nha. Bye bye.